Thưa các bạn, như vậy là kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Mới chỉ có một bàn thắng được ghi cho các cầu thủ Minh Thần FC mà thôi. Tỷ số này đảm bảo cho hiệp đấu thứ hai của trận đấu chung kết sẽ còn rất đáng xem, khi mà cả hai đội sẽ phải đều chơi rất nỗ lực ở trong hiệp đấu thứ hai này. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì chúng tôi đã đưa ra câu hỏi thử tài đối với các bạn. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Câu hỏi của chúng tôi đó là công ty Zeon hoạt động trên lĩnh vực nào? Và ngày thành lập của nó là ngày tháng năm nào? Thì rất tiếc là không có câu trả lời nào của khán giả. Và rất tiếc là bình luận viên Anh Ngọc lại không có cơ hội để trao quà cho khán giả có câu trả lời đúng. Và chúng tôi xin thông báo đáp án của câu hỏi này. Đó là công ty truyền thông Zeon, là một công ty hoạt động chuyên về truyền thông. Trong đó có các lĩnh vực như là truyền hình, báo mạng, tổ chức sự kiện. Và nó được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 2008. Các bạn hãy nhớ cột mốc đều là số 8 hết. Ngày 8 tháng 8 năm 2008. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng xin ghi nhớ, các bạn ghi nhớ là ngày này thì công ty Zeon thường tổ chức giải đấu để kỷ niệm ngày sinh nhật của mình. Hôm nay thì anh Quốc Cường Gia Lai cũng đến và có ý là trao thưởng cho khán giả nào có câu trả lời đúng. Nhưng rất tiếc là chúng tôi không nhận được câu trả lời nào đúng của khán giả. Và chúng tôi cũng xin thông tin thêm với các bạn là Zeon có 3 kênh. Đó là Zeon TV, iMovie chuyên về chiếu phim và Zeon Family. Đây, các bạn lưu ý là Zeon chúng ta có tới 3 kênh truyền hình. Còn là giải đấu lần này, đơn vị tài trợ chính tất nhiên là Zeon rồi. Đơn vị bảo trợ về thông tin đó là Thể thao 24 giờ và HTV. Đơn vị hỗ trợ về an ninh đó là Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và đơn vị trọng tài đó là Bóng đá vì ngày mai. Tất cả, vâng, tất cả đã làm nên một Zeon thành công cho đến ít nhất là đến thời điểm này. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, có nhiều bàn thắng. Và có thể nói là điều đặc biệt mà chúng tôi ghi nhận ở Zeon Cup lần này là quy tụ rất nhiều các cầu thủ có chất lượng cao. Ban tổ chức cũng đã sắp xếp rất chu đáo lịch thi đấu thuận lợi cho các đội bóng, hỗ trợ về mặt y tế rất sẵn sàng và sẵn sàng hỗ trợ khi các cầu thủ có yêu cầu. Các bạn hãy liên hệ các bạn cầu thủ dự bị ở bên ngoài, nếu mà có nhu cầu về y tế các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ ngay lập tức. Còn trở lại với trận đấu chung kết, những diễn biến mà chúng ta đang thấy nó cũng khá giống với những gì đã diễn ra ở hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ áo vàng, như vậy là thủ môn Việt Tiến đã phải bất đắc dĩ phá bóng lên. Đây là một đường chuyền về và bóng vẫn chưa chạm chân một đối thủ nào cả. Chính vì vậy mà họ sẽ phải chịu một quả đá gián tiếp. Ta xem các cầu thủ Minh Thần sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào. Đoàn Văn Định không vào. Đã trúng vào chân của Việt Tiến. Theo đăng ký danh sách của futsal.vn thì còn có số 16 Nguyễn Thành Trung, số 12 Nguyễn Thanh Phong, số 11 Nguyễn Lê Nam Khánh, số 4 Nguyễn Văn Tài và số 10 Nguyễn Hoàng Trung Phương. Đó là những cầu thủ chưa ra sân của futsal.vn. Còn bên phía Minh Thần FC đó còn là các cầu thủ Minh Thần Phạm số 10, Huỳnh Bá Phương số 8, thủ môn Đoàn Minh Luân mang áo số 1.
và cầu thủ Nguyễn Hoàng cũng có trong danh sách đăng ký của Minh Tân, nhưng trận này Nguyễn Hoàng không thi đấu. Không được. Đã đi hết đường biên ngang.
Vẫn còn. Không được. Đoàn Văn Định. Đoàn Định quyết định đá thẳng. Nhưng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã kịp lùi về. Hết rồi. Như vậy là những nỗ lực của các cầu thủ Futsal.vn cũng đã bất thành. Đường đến những ngày vinh quang, còn đường chúng ta đã chọn.